một tác phẩm Ruối của anh Thuận đến từ Tân Thanh, Lạng Giang, Bắc Giang. Đây, tác phẩm này cũng của anh Sáng này, Hình Bóng Quê Nhà. Bốn tác phẩm của anh ấy không? Không biết còn tác phẩm nào nữa không đây? Vâng, tuyệt vời. Cây này của ông thì cả ba cái này của ông chia chục tỷ. Vâng. Nói chung là quý vị nào cũng muốn giao dịch thì cứ có số điện thoại trực tiếp đấy rồi. Ưng kết, vấn đề là vấn đề là tác giả có quyết có nhường lại cho hay không thôi. Cả hai đôi chậu đều nhau. Vì khi lên là người ta có dự định hết rồi. Đây một tác phẩm xanh cổ, Dáng Trực của anh Trần Quang Thư, cũng đến từ Lục Ngạn, Bắc Giang. Lục Ngạn, đến từ Lục Ngạn, Bắc Giang. Không, đây là anh của anh Thư, cái kia là của anh Sáng. Chưa, đấy, cây này có một con Toyota, con này là gì? Camry, Altis hay về Vios à? Đấy. Đặt cạnh cây, quay luôn cả xe cho các bác ngắm. Xe đẹp, cây đẹp. Các bác này để xe chỗ này chướng quá này nha, không quay được mấy cây bên trong. Tác phẩm Ruối của ở nhà vườn Hiền Lục Ngạn. Số điện thoại đây. Mấy cây này đều của nhà vườn Hiền Lục Ngạn hết. Đây nữa. Bộ ba xanh cổ. Xanh dáng long. Bệ tuyệt vời, bệ dễ. Long dáng. Một cây tử. Đây. Bộ 3, cây này là cây thứ 3. Chưa, ba cây đẹp cạnh một con xe Honda CRV. Đó. Xe đẹp, đúng là cây đẹp. Những chiếc ô tô đẹp và những cây cảnh đẹp. Một tác phẩm xanh của anh Nguyễn Văn Việt, Phúc Thọ, Hà Nội. Cũng rất quý. Cũng một tác phẩm xanh của anh Việt. Đến từ đoàn Phúc Thọ. Anh Việt mang đến đây chắc là phải 4 năm tác phẩm. Đây. Đây cũng là tác phẩm của anh Việt.
thầy nữa. Bệ dễ ác thật. Chắc bên này thế. Bệ dễ kia vào. Rất là quý những tác phẩm. Một tác phẩm xanh dáng trực. Tác phẩm này của anh Tiến Mo đến từ Văn Lâm, Hưng Yên. Đẹp không cháu? Có. Có à? À phải nhà to hơn á? Nhà cọ nhà cọ nhỏ cháu không thích à? Đây không phải nhà cháu nhá, đây là cái đình đấy. Nhà đình ạ. Ừ, đây là cái đình nhá, đình được thu nhỏ lại, cháu hiểu chưa? Cây đa mà, cây đa với cả cái đình, giếng nước. Này con cháu nhìn thấy giếng nước chưa? Đấy, cổng làng cạnh cây đa. Bác ơi, còn cái cây kia chỗ đặt lên sao? Con biết rồi. Thế à? Lớn lên con sẽ biết nha. Tác phẩm này là một tiểu cảnh, đa tiểu cảnh cũng của anh Tiến Mo. Đây là một tác phẩm duối của anh Lê Xuân Hồng đến từ Chí Linh, Hải Dương. Rồi, một cây duối cũng rất là già. Hốc hác này. Phải nói là tuyệt vời. Quá khiếp đấy chú ạ. Đây, một tác phẩm đơn, đơn đỏ. Tác phẩm này cũng được đấy. Đấy, nhất chủ Kình Thiên đấy. Con này ở dưới một gốc lên đây mới tách đôi ra. Dòng nhất trụ Kình Thiên. Con này chưa có bệ. Chưa có bệ. Cái này chẳng được bệ. Không có chứ chú, nhiều con bệ đơn đẹp lắm. Cây là chưa ra thôi chứ. Nhưng cây này sau này cũng giá trị tương lai. Một tác phẩm dâm bụt. Tác phẩm này sao tác giả không cắt tỉa đi nhỉ? Cây này cũng già, nhìn các bác nhìn này. Đấy, quý vị và các bạn nhìn thấy chưa? Rất là già rồi đấy. Nó còn bị gãy cả bên này. Đấy. Một tác phẩm Tùng La Hán. Tác phẩm này là tác phẩm xanh của anh Đào Trọng Thành, Sóc Sơn, Hà Nội. Tác phẩm đến từ Sóc Sơn.
một cây sung. Sung này lá rất nhỏ, sung cổ của anh Nguyễn gì đây, Trung Phê, Tân Yên, Bắc Giang. Có một cái chậu anh đặt trên một cái bể. Sung cổ lại được đặt cạnh một con Camry 2.4. Đấy, ô tô Camry 2.4 biển 98. Đẹp quá. Và đây là một tác phẩm tranh. Úi giời, cây tranh này nhìn hay ghê. Quái quá. Cây nào cũng có cái nền ô tô kia có vẻ đẹp không? Cũng của anh Phi, Phi hay Phê gì đó. Cây quýt chứ không phải cây chanh. Xin lỗi quý vị và các bạn, đây là cây quýt. Nhìn giống nhà chanh quá. Chanh quýt. Rồi ok, tôi dừng video ở đây nhé. Tôi sẽ ra cái góc bên trong kia quay cho quý vị và các bạn tiếp tục.